Xin chào các bạn, quay trở lại với YouTube của mình và quay trở lại với chuyên mục Q&A. Lâu lắm rồi không làm chuyên mục này. Cũng có rất nhiều bạn đặt ra những cái câu hỏi, nhưng mà hôm trước thì mình còn đăng lên phần cộng đồng của YouTube ấy, thì có thông báo về việc là mình đang sử dụng cái tài khoản TikTok cũng là tên như tên kênh YouTube luôn, và cũng có rất nhiều bạn đặt ra những cái câu hỏi ở phía dưới để mình trả lời. Và hôm nay thì mình sẽ thống kê lại những câu hỏi ở đây và để trả lời các bạn luôn trong video này nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi đầu tiên của bạn Phạm Hiếu. Bạn có hỏi rằng là chai nước hoa Tuscan Laser có sử dụng làm signature scent trong mùa đông được không, và có lẽ nếu như mùa hè ít sót thì có ổn không, và chúc kênh anh ngày càng phát triển. Thì anh xin cảm ơn em nha. Và hôm trước thì mình có làm vài chai nước hoa của nhà Tom Ford, thì sắp tới nếu như có dịp thì mình cũng sẽ làm lại cái dòng Private Blend này, tại vì Tuscan Laser này thì mình đã làm khá là lâu rồi. Nên là nếu như bạn nào chưa xem video đấy thì các bạn có thể xem ở phần trên, còn nếu như các bạn cứ theo dõi kênh của mình thì chắc chắn là tới là mình sẽ làm lại Tuscan Laser để trong mùa đông. Thì đây là một chai nước hoa, và cá nhân mình nghĩ rằng là nếu như bạn đủ điều kiện thì bạn có thể mua chai nước hoa này để có thể sử dụng làm signature scent, tại vì mình thấy là mùi hương này thì ở thị trường Việt Nam cũng không quá là nhiều người sử dụng mùi hương này. Còn nếu như mà để tìm một cái mùi không đụng hàng thì nó cũng phụ thuộc vào cái yếu tố, đó là cái môi trường làm việc của bạn. Ví dụ môi trường làm việc của bạn là những người ta không xịt nước hoa mấy, thì cái việc mà sử dụng Tuscan Laser của nhà Tom Ford này thì hoàn toàn nó sẽ không đụng hàng với ai. Còn nếu như môi trường của bạn là một môi trường kiểu thu nhập tốt chẳng hạn này, rồi nó phù hợp với cái phong cách của chai nước hoa Tuscan Laser này, thì cái việc có thể đụng hàng, nhưng mà mình nghĩ là không nhiều đâu. Nên là với chai này thì các bạn có thể sử dụng làm signature scent trong mùa đông. Còn nếu mà mùa hè thì mình nghĩ rằng là các bạn phải làm trong môi trường văn phòng, thì tầm 1 shot cho đến 2 shot thôi. Còn nếu mà các bạn di chuyển ngoài trời liên tục thì mình nghĩ đây không phải một cái lựa chọn quá tốt dành cho mùa hè. Câu hỏi số 2 của bạn Điệp Đinh vẫn hỏi rằng là cho em hỏi U Long Cha có sử dụng được mùa đông hay không. Thì cái này mình nghĩ là cái quan điểm cá nhân thôi, và là sở thích cá nhân. Bạn thích thì bạn cứ dùng. Còn với mình thì mình nghĩ là những cái tông mùi cam quýt thì mình sẽ không phù hợp lắm cho mùa đông. Tại vì nó giống như kiểu là các bạn uống nước đá mà mùa đông vậy. Vẫn có những người uống, và có những người thì mùa đông họ thích những cái đồ uống nóng hơn nhiều hơn. Nên là với mình thì cái đấy là kiểu sở thích của bạn thôi. Cái này thì nếu mà mùa đông xịt U Long Cha thì mình thấy là nó có vẻ hơi kiểu đã lạnh vậy, còn thêm lạnh vậy. Kiểu mùa đông uống nước đá, mỗi lần uống xong kiểu rét run người luôn. Thì đấy là cái cảm nhận của mình khi mà mình xịt những chai nước hoa mùa hè có tông mùi tươi mát và mùa đông. Nên là nếu như bạn có điều kiện lựa chọn thì bạn nên tìm hiểu những cái mùi nó ấm hơn, hay là nó nồng nàn, nó ngọt ngào hơn. Tại vì như các bạn thấy đấy, ở Việt Nam mình ấy, cái thời tiết mùa đông không quá là nhiều ở trên các tỉnh. Kể cả ở trong Sài Gòn họ rất là mong chờ mùa đông để có thể xịt được những cái mùi hương nó nặng đô một chút, nó ngọt ngào một chút. Nhưng mà tại sao chúng ta lại, mình đang ở Hà Nội rồi mà mình lại đi xịt một cái mùi mát mẻ làm gì? Phải tranh thủ chứ, mình đang rất mong chờ mùa đông để xịt những cái mùi nó ngọt ngào, nặng đô đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Thế Việt, bạn ấy có hỏi mình là nếu chỉ chọn 3 chai sử dụng vào mùa hè và 3 chai sử dụng mùa đông thì anh sẽ chọn chai nào? Cái câu hỏi này là một câu hỏi nó như kiểu là chai nước hoa nào ngon nhất vậy? Nó rất là khó, tại vì với những bạn mà chỉ có tầm 2 đến 3 chai thôi thì cái câu hỏi đấy các bạn đưa ra thì các bạn có thể ok. Nhưng mà với một người có khá nhiều nước hoa như mình thì mình dùng nước hoa ngoài việc là tùy vào cảm hứng, thì mình còn phụ thuộc vào cái vấn đề là mình sử dụng mùi hương đấy để đi đâu. Thì quay trở lại với câu hỏi này là nếu như để cho mình sử dụng 3 mùi mùa hè thì thời điểm hiện tại nếu như mình dùng thì đầu tiên nó chính là Light Blue Forever của nhà Dolce & Gabbana. Đây là một cái mùi hương mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ sử dụng nó liên tục vào mùa hè. Tại vì đây là mùi hương vô cùng dễ chịu, review thì đã có rồi. Tiếp theo đó chính là một cái mùi hương nữa để cho mình có thể gọi là đến những cái buổi tiệc như kiểu đi ăn cưới hay là đến những cái bữa tiệc quan trọng, thì đó chính là Rosa Elysium. Đấy chắc chắn là cái nước hoa mà mình rất muốn xịt, nhưng mà nó cũng rất là phụ thuộc vào cái vấn đề đó là ăn mặc như nào. Thì đây là một chai nước hoa mà sử dụng để đi tiệc tùng các thứ thì rất là ổn, rất là ngon. Và cái mùi thứ ba ở đây mà mình sẽ xài nếu như vào những ngày trời mưa thì mình không có chai nước hoa đâu, đây mình đang cho mượn mất rồi, đó là Uncle Noah của nhà Lalique. Uncle Noah bản thường nhá, chứ không phải bản sport hay là bản extreme đâu.
thỉnh thoảng chơi kiểu vetiver một tí cho nó lạ. Và chai nước hoa đấy thì cũng rất là rẻ, nó cũng nằm trong top những chai nước hoa giá rẻ mình đã làm từ khá là lâu rồi. Và mình nghĩ là đấy là một chai các bạn nên có, tại vì tầm dưới 1 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Nên là đấy là ba mùi mà mình sẽ sử dụng vào mùa hè. Còn nếu như vào mùa đông thì mình sẽ lựa chọn chai nước hoa nào? Thì mùa đông từ năm ngoái đến nay mình vẫn thích dùng L'Occitane Eau de Bac. Đây là một chai nước hoa đã không còn sản xuất rồi, nhưng mà đây là mùi vani làm rất là ngon. Và mình nhận được rất nhiều lời khen trong mùa đông năm ngoái về mùi hương này. Và chắc chắn là mùa đông năm tới thì mình cũng sẽ vẫn dùng mùi hương này. Mùi hương tiếp tới mà mình đang quan tâm mà mình không có ở đây đó chính là Rosa Enigma. Có thể các bạn thấy rằng là mình có rất nhiều lựa chọn với nhà Rosa, nhưng mà mình nghĩ là nếu như để mua rồi thì mình sẽ chỉ mua nốt Rosa Enigma thôi. Phiên bản Cologne hay là kể cả phiên bản đắp đá cũng được. Nếu như có tiền thì nâng cấp lên một chút, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mua thì mua phiên bản Cologne thôi, nó đã quá là đủ rồi. Một vài mùi mở đầu là Coca, sau lên cái nốt thuốc lá và ngọt rất là thích cùng với rượu. Đó là mùi thứ hai mà mình có thể sử dụng mùa đông. Và mùi số 3 thì đó chính là Gaillac 10, chắc chắn rồi. Gaillac 10 là một cái mùi hương mà mình đang rất thích từ năm ngoái đến nay. Và đây là chiếc hương đắt nhất mà mình bỏ tiền túi ra mình mua. Một cái mùi hương mà mình lúc nào cũng ngửi một phát, mình tin rằng ở đây chai nước hoa mình cảm thấy là hài lòng nhất khi mà mình mua. À đây, mình thấy một câu hỏi, thực ra không phải một mà là rất nhiều. Có rất nhiều người hỏi mình là anh ơi, Club de Nuit Limited hay là Club de Nuit bản thường, bản Intense hay là Supreme Mercy Silver thì so với Quid Vintage chai nào ngon nhất. Mình kiểu what? Mình nghĩ rằng là mình là một thằng làm YouTube. Kênh của mình chắc là kênh làm nhiều nhất về những chai nước hoa clone của Quid Vintage, và đã có hẳn một cái video thống kê là Club de Nuit Intense này, Supreme Mercy Silver, Nissan Antivac, Mont Blanc Explorer. Đấy đều là những cái video mình đã làm rồi và làm rất cụ thể, nói là chai nước hoa nào ngon hơn. Và gần như là mình thấy là có rất nhiều bạn hỏi những câu này. Mình nghĩ là các bạn chưa xem kỹ những cái video đó. Tại vì mình đã biết là có nhiều bạn xem chỉ kiểu quan tâm đến những cái mục đích như kiểu là các bạn muốn là mùi hương như thế nào, hay là các bạn chỉ cần xem là phong cách đấy phù hợp ra sao, độ bám quả như nào. Thì mình cũng đã phân ra những cái đoạn ở trong cái video của mình đăng lên để các bạn có thể theo dõi được. Thì ở đây mình luôn luôn ở cuối video mình luôn nói rằng là chai nước hoa đấy thì nó có giống với Quid Vintage hay không, và nếu như để mua thì nó có đáng mua hay không. Mình thấy rằng là trong những YouTuber chắc là chỉ có mình làm như vậy thôi. Mình review rất cụ thể mà cuối cùng rất nhiều bạn hỏi câu đấy, là những cái câu hỏi này thì mình xin phép rằng là từ sau cái video Q&A này mình sẽ không trả lời những cái câu hỏi về chai nước hoa Club de Nuit cũng như là Supreme Mercy nữa, kể cả Mont Blanc Explorer hay là Nissan Antivac. Đó, đấy là những cái mùi mà chúng đã có quá nhiều video rồi để dành những cái video clone để cho những cái mùi hương khác nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Hoàng, bạn ý có hỏi rằng là người trẻ tầm 20 tuổi thì có nên dùng chai Moschino Toy Boy vào mùa đông không? Thì mình nghĩ rằng là mùi hương đó sử dụng vào tuổi trẻ tầm từ 20 cho đến 25, thậm chí là 27 tuổi thì xài khá là ok, không có vấn đề gì cả. Đó là một cái mùi hương gọi là trẻ trung. Nhưng mà có một cái điều mà các bạn nên cân nhắc về chai gấu đen đấy, đó chính là mùi hương của nó thì nó có một cách ăn mặc nó hơi bụi một chút. Nó như kiểu các bạn, nếu như các bạn thích cái kiểu ăn mặc nó cả tông màu đen đấy, trông nó cũng hơi bụi bặm, nó hơi bất cần một chút, thì các bạn có thể sử dụng mùi hương đấy. Đấy là một cái mùi hương mà mình nghĩ là nếu như bạn trẻ, các bạn không có quá nhiều tiền, thì đó là một cái lựa chọn rất là hay để các bạn có thể lựa chọn làm mùi hương signature scent. Nên là với mình thì Moschino Toy Boy là một cái mùi hương các bạn có thể sử dụng được. Còn nếu như các bạn mặc cái kiểu quần âu sơ mi hay là các bạn mặc đồ thể thao ấy, thì xịt mùi hương đó không hợp đâu. Và đây, nếu hôm mình thấy một câu hỏi khá là hay thì mình sẽ trả lời nốt cái câu hỏi này. Đó là của bạn Thắng Thành, bạn có hỏi rằng là anh cho em hỏi chai Cana Flower của nhà Frederic Malle và Kilian Wooten Gourmet thì mùi nào đáng giá hơn? Cái hai chai này thì nói về tầm giá thì hai chai này khá là ngang nhau, xem, nhưng mà nếu mà nói tính theo mưu thì chai nước hoa Kilian đắt hơn. Thì cái về giá thì các bạn có thể tham khảo cái đường link ở bên Allen, Allen thì như có cả hai chai nước hoa này. Và mùi nào đáng tiền hơn? Thì với mình thì mùi nịnh mũi hơn sẽ là Kilian Wooten Gourmet. Còn nếu là mùi của Cana Flower, đó là một mùi huệ
mở đầu khá là xanh, xanh đến rợn gáy luôn. Và về sau thì mùi huệ lên rất là rõ. Mình hay trêu là mùi huệ ở trên bàn thờ ấy. Đó, nên là cái mùi này thì mình thấy rằng là nó khá là nặng đô. Nhưng mà nếu mà để xét về độ hay ho về mùi hương thì Canna Flower được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với Kilian Woodland Rumpet. Nên là về cái việc đánh giá thì mình đang nghĩ rằng là bạn có thể được đánh giá được. Nếu như bạn tìm cái mùi nịnh mũi thì cái mùi hương của Kilian chắc chắn sẽ đánh giá hơn với bạn. Nhưng mà nếu mà bạn tìm một cái mùi hương có cái độ hay cũng như là về cái độ bám tỏa siêu tốt, tốt hơn Kilian rất là nhiều, thì các bạn có thể tìm đến Canna Flower, một cái mùi hương mà mình thấy là cũng khá nặng đô, không dễ cho người mới. Và đó là những cái câu trả lời nhanh của mình về những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong cái bài cộng đồng Q&A. Và không biết rằng là các bạn có những cái câu hỏi nào khác không thì các bạn hãy cứ bình luận ở phía dưới trong những cái video Q&A nha, hoặc là những cái bài viết trong phần cộng đồng. Nếu như là mình muốn tham khảo thêm rằng là các bạn có những cái câu hỏi gì thì mình sẽ đăng lên cái phần cộng đồng của YouTube để các bạn có thể vào đấy các bạn bình luận. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.